Bộ Nội vụ Anh vừa công bố thông tin mới về yêu cầu chứng minh tài chính với du học sinh. Theo đó, muốn xin thị thực du học Anh, người học phải có ít nhất từ 1.130 đến 1.480 bảng Anh, khoảng 36 đến 47 triệu đồng mỗi tháng, tăng 10% so với hiện nay. Yêu cầu này được áp dụng từ đầu năm sau. Cụ thể, số tiền mà du học sinh cần có trong tài khoản tương ứng với học phí và sinh hoạt phí một năm học kéo dài 9 tháng. Tùy trường và khu vực, mức yêu cầu sẽ khác nhau. Trong trường hợp sinh viên đã đặt cọc chỗ ở trước khi xin thị thực, mức này sẽ được giảm. Một số trường đại học ở Anh nhận định chính sách mới ra đời để phù hợp với tình hình lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng. Tuy nhiên, một số chuyên gia lo ngại việc này có thể khiến du học sinh từ các thị trường thuộc châu Á, châu Phi gặp nhiều khó khăn. Anh là một trong những cường quốc du học trên thế giới. Thống kê cho thấy, nguồn thu từ sinh viên quốc tế chiếm 1/5 thu nhập của nhiều đại học.